4:20 giờ có mặt trong Google Home, bọn tuôn ra về ba và câu hay, bắt tay và đi lên như mũi tên đã lao tới. Việc rap đang lấp lánh trong đôi cánh và tung bay, không bao giờ anh quên những công ơn mẫu chi đã mang đến giúp việc rap tôi sẽ như ngày hôm nay. Người con của miền Tây là anh đang rap chạy khen khi mà on stage cuộc chơi đầy siêu sao, lòng anh nên suy dù con đường anh đi tôi là ưu phiền cam go. 1, 2 rồi thêm 3 là 10 ngày năm sau thì âm nhạc luôn đồng hành cùng một người phàm như anh. Cầm mai và ghi tên mình vào trong nhiều cuộc đua để nhờ đếm tiếp trắng từ hơi bài để được chưa. Người kia đã báo tối nhưng không bao giờ nản, quyết tâm một vết thắng nhưng mà không bao giờ thua. Anh đang lướt trên mây và mic trên tay, flow cuốn không ai như anh. Tung câu rap anh ra trong bước hiên ngang on top như đang di căng bay lên tới vinh quang, anh phóng lên cao dê không cho ước đôi mi, đôi chân bước đi nhanh anh tiến công lùi cho tương lai ánh sáng như sao. Từng giờ và từng phút lao đi không ngừng, ngày đêm cày thêm anh không phí thêm thời gian, và nhà là liều thuốc giúp anh quên buồn phần câu này tu nhiên viết thêm vài trang. Lời là lời nói đắng cay không mang vì không hưởng thua anh lướt trong thật gan, và đồ ngày nào đó bước đi con đường này không được lùi anh phóng đi thật xa.